mà chị thấy mắc quá đúng không ạ? Cho nên là mình cái này á là nó liên quan tới kỹ năng bán hàng cá nhân, cho nên là thật ra là khi mà mình bán hàng với khách hàng á, mình phải quan sát, cực kỳ kỹ đúng không ạ? Và mình đánh cái tâm lý của họ đúng không ạ? Ví dụ như là nếu như mà chị không có cái nhu cầu về cái món hàng này á thì chị sẽ bỏ cái món hàng đó xuống và chị đi tìm một cái món hàng mà nó phục vụ một cái nhu cầu khác, chứ không phải là chị tiếp tục đi coi những cái món hàng tương tự như vậy với giá gì rẻ hơn, đúng. Cho nên là mình phải biết được là họ trả lời là không nhưng không vì cái gì đúng không ạ? Cái miệng họ nói ra là à, cái này không hợp với chị, hay cái chị không có nhu cầu về cái này, hay cái này không phục vụ được cái vấn đề của chị, nhưng mà thực ra nó có phải là như vậy không, đúng không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục ha. À, ở đây thì thực ra là chúng ta đang ở cái giai đoạn là chúng ta phân loại danh sách khách hàng thôi, phân loại danh sách khách hàng để chúng ta lên được cái hành động cũng như là cái chương trình bán hàng phù hợp, chứ chúng ta chưa chưa có phải là là gặp trực tiếp họ. À, có thể là ví dụ như bây giờ các bạn thuyết phục họ mua hàng, hoặc là mình tiếp cận họ để mà mình giới thiệu một cái sản phẩm khác cho họ, đó chính là cái điều mà cô muốn các bạn thấy ở đây. Rồi ví dụ như là đối với những cái câu trả lời là ví dụ như là đối với những cá nhân không có nhu cầu thì trao đổi trực tiếp để biết thêm lý do tại sao nè, rồi là quan sát họ nè, chỉ ra ưu điểm của sản phẩm, đưa ra những cái lý do hoặc là những khuyến mãi vân vân, thì tập trung những cái thằng trong danh sách đi bán hàng của mình đúng không ạ? Đối với cái sự phân tích của các bạn nãy giờ có nghĩa là đối tượng khách hàng này vẫn nằm trong danh sách đi bán hàng của mình, chứ mình không loại bỏ đúng không ạ? Nhưng ở trong thực tế thì các bạn sẽ thấy một số doanh nghiệp, đặc biệt là khi mà chúng ta qua chương thứ tư, khi mà chúng ta bạn cũng như là cái kế hoạch bán hàng của mình nó sẽ, cho nên là cái vấn đề mà để mà thuyết phục họ đi từ cái việc là không có nhu cầu cho tới việc có nhu cầu đúng không ạ, và chốt được cái deal cực kỳ tốn nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí bán hàng. Vì vậy khi lát nữa qua cái chương chương thứ ba của chương 2 này đó, của bài số 2 này đó, thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta phải quản lý cái ngân sách bán hàng, tức là chúng ta phải kiểm soát được cái chi phí bán hàng ở trong khu vực của mình. Ai ai quản lý? Mình là người quản lý bán hàng, mình phải quản lý cái điều đó. Cho nên là nếu như mà cái chi phí chuyển đổi khách hàng từ không có nhu cầu trở nên, chúng ta sẽ loại bỏ luôn. Thậm chí có những giai đoạn chúng ta chủ động loại ha, tức là không những loại những người không có nhu cầu mà thậm chí loại những khách hàng mang lại doanh thu kém hoặc là những khách hàng không quan trọng, loại luôn để làm chi vậy? Chúng ta đạt mục tiêu trong cái giai đoạn đó, ví dụ như chạy giai đoạn chạy doanh số hoặc giai đoạn chạy sale mà nó quá ngắn hạn thì rõ ràng là không thể nào mà chúng ta phân bố cái lực lượng bán hàng và dàn trải các chi phí bán hàng ra nó quá rộng như vậy. Đó, cho nên là nó khác biệt ở trong marketing. Marketing những người không có nhu cầu này, mình phải làm cho họ có nhu cầu bằng cách là mình quảng cáo, bằng cách là mình PR, từ từ mình sẽ làm cái gì các bạn, mình sẽ dẫn dụ họ đúng không ạ? Nhưng mà bán hàng không dụ được, tại vì là mỗi ngày như vậy mình phải chạy doanh số, áp lực doanh số rất là lớn, đặc biệt là mình phải đạt được những cái mục tiêu cố định đó. Cho nên là và phải 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 cân nhắc tới cái việc là cái chi phí bán hàng bỏ ra để mà chuyển đổi cái khách hàng này thành cái khách hàng active. Bây giờ ví dụ như là cô giao cho các bạn chỉ tiêu trong ngày là các bạn phải bán chốt được cho cô 10 cái đơn hàng đúng không? Trong ngày hôm nay chốt được 10 cái đơn hàng và cô cho các bạn cái tiền điện thoại để các bạn gọi điện là 500 ngàn. Giả sử như vậy, đâu một ngày mà 500 nhiều quá ha. Giả sử như là 50 ngàn hay gì đó, tức là cô sẽ kiểm soát cho các bạn cái chi phí bán hàng các bạn bỏ ra, tức là cái thời gian các bạn được nói chuyện với khách hàng để thuyết phục khách hàng là
mà cũng không cần chi phí ý nữa. Các bạn làm việc trong vòng một ngày, các bạn chỉ có 8 tiếng để thuyết phục khách hàng thôi, đúng không ạ? Giờ làm việc hành chính đó, ví dụ 8 tiếng để thuyết phục khách hàng và phải chốt được 10 deal. Như vậy thì bây giờ để mà các bạn thuyết phục được một khách hàng từ có lâu triển vọng, hoặc là phải đạt được cái tiêu chí cô đặt ra là chốt được 10 cái deal cho khách hàng. Có đúng không ạ? Đó là lý do vì sao mà cái sự khác biệt ở trong sale và marketing nó diễn ra nữa đó. Thì chúng ta nhớ lại cái chương 1 đúng không ạ? À, như vậy thì đối với nhóm người không có nhu cầu thì thường là chúng ta sẽ loại bỏ qua bên, chúng ta không quan tâm đến họ nhiều, thậm chí là không quan tâm luôn ha. Rồi những người có nhu cầu nhưng không có khả năng thanh toán thì sao? À, các bạn biết là thật ra là trong cái trường hợp là những người này họ muốn mua, bây giờ các bạn muốn mua ô tô không? Muốn mua đúng không? Mà nhưng mà các bạn không có đủ tiền, không có khả năng thanh toán, chưa có tiền. Tức là các bạn thích cái sản phẩm này, các bạn thích cái sản phẩm này lắm, các bạn thích sản phẩm này nhưng mà không có tiền để mua. Có đúng không ạ? Vậy thì ở trong marketing, cái người này là cái người mà gọi là cảm nhận về thương hiệu đối với cái sản phẩm của mình, nhưng mà họ chưa có tiền. Khi nào họ có tiền họ sẽ mua, cho nên mình phải duy trì cái thương hiệu ở trong cái tâm trí của họ. Cái thực tế là tôi cho, nhưng mà thôi, ở ví dụ như là chính sách bán hàng của mặt bằng chung của cả công ty đúng không ạ, là cho bây giờ trả trước là phải là 30% giá trị món hàng rồi trả góp từ từ, chứ không thể nào mà các bạn cho người ta trả góp là trả 10% giá trị món hàng thôi. Lỡ như khách hàng mất 20% đó cho công ty, còn nếu như đúng chính sách của công ty thì sao ạ? Đâu có chuyện gì xảy ra. Nên thật ra là chúng ta sẽ quan tâm tới những khách hàng mất, tức là thiếu khả năng thanh toán trong mức độ mà công ty cho phép. À, và cái mức độ này á thì do ai quy định? Do công ty quy định. Và công ty nào quy định đây? À, đối tượng nào trong công ty quy định đây? Do ông giám đốc bán hàng quản lý, đúng không ạ? Quản lý tức là cái chính sách bự thù lù ở trên công ty đưa xuống á, do ai ký? Ông tổng giám đốc ký và chia ra các cái vùng, các cái đối tượng khách hàng khác nhau. Còn cái việc tham mưu là đối với đối tượng khách hàng này cho nợ bao nhiêu phần trăm, rồi dựa theo cái mức thu nhập của họ vân vân gì đó, thì cái sự tham mưu đó thì chúng ta tính sau, chúng ta không không đề cập ở đây đúng không ạ? Tuy nhiên là ta theo đúng cái quy định của công ty là bao nhiêu khách hàng mà họ có thể đáp ứng được cái khả năng thanh toán ở một mức độ nào đó mà công ty cho phép. Chứ không thể nào mà tôi không thanh toán được, ố không sao, cho ông khỏi rồi mấy tháng sau ông trả tôi cũng được, là không được nha các bạn nha. Đó, như vậy thì chúng ta đã có câu trả lời. Lát quá hả, nãy giờ các bạn có nghe thấy gì không? À, mạng ổn định lại chưa các bạn ơi? Ồ, sao hôm nay mạng nó hay lag vậy ta? Cô thấy là không biết là do gì nhỉ? Để cô đổi qua cái mạng này thử.
Các bạn ơi, nghe được chưa? Nghe rõ chưa? Để cô tắt cái camera đi coi thử mà. Nó đỡ lát không nha các bạn. Danh với danh sách B2B và danh sách B2C đó thì cắm nữa để chúng ta hiểu được cái hành vi mua của họ, thấu hiểu được khách hàng, để mỗi nhóm như vậy chúng ta sẽ đưa ra một cái chính sách bán hàng riêng. Cô lấy ví dụ cho các bạn nè. Các bạn thấy đỡ lát chưa? Để cô lấy ví dụ để chúng ta hiểu nè. Cái phần ví dụ này mà lát là đến hồi khó hình dung. Phần này là chúng ta đưa ra cái chính sách bán hàng phù hợp cho mỗi nhóm khách hàng tiềm năng. Tức là trong danh sách khách hàng tiềm năng, chúng ta sẽ chia ra thành từng nhóm khách hàng tiềm năng nhỏ hơn, có những cái đặc tính, đúng không? Có những cái đặc tính chung nào đó. Mà từ những cái đặc tính chung này, chúng ta sẽ đưa ra cái chương trình bán hàng riêng cho họ và phù hợp. Cô lấy ví dụ như là một người kinh doanh bán hàng trang trí nội thất, được không ạ? Thì họ sẽ có những khách hàng nào đây? Lấy ví dụ nhanh luôn nha các bạn nha, để chúng ta qua phần khác nữa. Thì ví dụ như là các bạn có các cửa hàng trang trí nội thất, không ạ? Đó là một, các bạn là người sản xuất nha các bạn nha, các bạn là nhà sản xuất thì chúng ta sẽ bán cho ai? Những cái cửa hàng trang trí nội thất tại thành phố Đà Lạt. Rồi các bạn cũng có thể bán cho ai ạ? Khách hàng lẻ, đúng không ạ? Khách hàng lẻ này nó họ là ai ạ? Những người sống ở Đà Lạt chẳng hạn. Ở trong cái độ tuổi nào, theo cái độ tuổi nào thì họ sẽ thường sẽ cần trang trí nội thất. Ví dụ như họ xây nhà mới thì họ sẽ cần trang trí nội thất, đúng không ạ? Và thường thì trong cái độ tuổi mà khoảng cỡ từ lớn hơn 30 tuổi, đúng không ạ? Lớn hơn 30 tuổi. Rồi, giả sử như vậy để các bạn phát họa được cái chân dung khách hàng. Rồi ví dụ như là hàng của các bạn là hàng cao cấp hay là hàng bình thường thì các bạn sẽ quy định là thu nhập, mức thu nhập như thế nào, đúng không ạ? Thu nhập đó là bao nhiêu con số đó, đúng không ạ? Thu nhập là bao nhiêu? Rồi mình đưa ra. Rồi. Mình có thể bán được cho ai nữa các bạn? Các bạn bán được cho ai nữa ạ? Các bạn bán được cho ví dụ như là những cái người mà họ kinh doanh về bất động sản, tức là họ họ mua ha, họ mua nhà hoặc là họ họ, họ gọi là xây cái nhà xong rồi á là bán lại xong rồi bán dự án ha. Hay còn nói là những người mà họ làm dự án đó. Nói chung là chúng ta có thể hiểu là những người làm dự án, đúng không ạ? Rồi các bạn có thể bán được cho ai nữa? Các bạn có liên hệ được với ai nữa không ạ? Để bán được sản phẩm không? Biết là những chủ chủ thầu xây dựng, cái công ty ha, ví dụ những cái công ty thiết kế này, thiết kế về 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 xây dựng ha, làm nội thất này, tức là vẽ cái bản vẽ về nội thất á, thiết kế xây dựng này, thiết kế nội thất này, thậm chí là những cái người mà thầu công trình, đúng không? Kỹ thầu, tức là thầu xây dựng, vân vân. Đó, thì các bạn thấy là những cái chủ thầu xây dựng này này, ví dụ công ty thiết kế xây dựng này, các bạn thiết kế một cái nhà ha. Vậy thì bây giờ các bạn có cái gói trọn gói là người ta sẽ thiết kế và người ta mua luôn cái sản phẩm giống như cái hình đó cho các bạn luôn. Như vậy thì chủ thầu xây dựng này cũng là cái đối tác của mình. Rồi là công ty thiết kế ha, chủ thầu xây dựng thì ví dụ như có cái tác dụng đó là ví dụ như là giới thiệu khách hàng, đúng không? Phẩm nội thất đó về cho cái chủ nhà, nhưng mà họ có thể giới thiệu được. À chị ơi, chị xây nhà xong chị tới cửa hàng này em thấy chỗ đó chất lượng mà rẻ lắm, đúng không? Thì cái người này á họ đã tin tưởng vào cái chủ thầu rồi thì người ta sẽ tin tưởng vào cái lời giới thiệu đó và người ta tới để người ta mua cái sản phẩm. Vậy thì các bạn thấy là giả sử chúng ta đưa ra được là bốn cái nhóm này, đúng không? Trong này á là người tiêu dùng cuối cùng á là chúng ta bán trực tiếp cho người bán lẻ đó, là chỉ có cái ông này thôi. Còn lại là thật ra chúng ta bán không qua thông qua trung gian hết nè, đúng không? Thông qua trung gian rồi mới tới tay người tiêu dùng cuối cùng.
Vậy thì các bạn thấy cái sự khác biệt này. Ví dụ như là đặc điểm của những cái cửa hàng trang trí nội thất là gì? Đúng không? Họ cần hàng để trưng bày nhưng mà họ không cần nhiều. Đúng không? Họ cần bà hàng để trưng bày tại cửa hàng, nhưng mà các bạn thấy những cửa hàng trang trí nội thất đó, thì họ sẽ trưng bày là mỗi sản phẩm một loại thôi, một cái bộ nào đó, tại vì là họ có giới hạn về không gian. Đó, cho nên là thứ nhất là họ sẽ cần hàng trưng bày. Thứ hai là họ sẽ cần cái gì ạ? Họ cần cái catalog, tức là mình cung cấp sẵn cho họ cái catalog để đưa cho khách hàng. Thứ ba nữa là gì? Thì mình sẽ quan tâm là vấn đề về giá cả. À, tại vì ở đây á, cửa hàng trang trí nội thất này này là nhu cầu phái sinh. Đúng không? Nhu cầu phái sinh tức là không phải nhu cầu của họ, họ thích cái mẫu mã đó mà khách hàng của họ thích cái mẫu mã đó, cho nên mình làm. Cho nên phải có cái bước là thu thập những cái thông tin này thông qua cái cửa hàng trang trí nội thất, đúng không ạ? Rồi họ quan tâm tới gì ạ? Chiết khấu. À, rồi ví dụ như là vận chuyển. Đúng không? Đúng ạ, rất là đa dạng, đúng không? Thường là rất là đa dạng. Mà khách hàng lẻ này thì họ quan tâm đến cái gì? Chất lượng. Rồi là ví dụ như là gọi là cái thiết kế của nó phải độc đáo này, đúng không ạ? Phù hợp. Cái sự lựa chọn của họ với căn nhà, tức là họ có thể là nhờ mình thiết kế hoặc là đóng đo như thế nào để cho nó vừa vặn mấy căn phòng của họ chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi là với những cái yêu cầu này đó, thì rồi gì nữa, khách hàng lẻ thì thường là họ có cái yêu cầu là gì các bạn? Vận chuyển và lắp đặt, đúng không ạ? Còn cửa hàng trang trí nội thất hoặc là ba cái người còn lại đó thì họ không cần cái này. À, thì những cái này đó vân vân sẽ dẫn tới cái việc là họ sẽ chấp nhận một cái mức giá cao hơn so với là ba cái trường hợp còn lại. Rồi ví dụ như là mua nhà hoặc là xây nhà xong rồi mua trang trí nội thất bỏ lại xong rồi bán lại đó, những người làm dự án như vậy đó thì họ cũng không quá chú trọng tới những cái vấn đề như là chất lượng này, tính độc đáo hoặc là phù hợp với căn nhà, mà họ sẽ quan tâm tới gì các bạn? À, cái gọi là cái giá cả, tại vì họ bán lại để họ kiếm lời mà, đúng không? Cái giá cả, thậm chí là họ không quan tâm tới sự vận chuyển luôn, tại vì thường là họ sẽ có cái đội dự, cái đội làm việc của mình riêng, và khi nào mà họ cần lắp đặt ở căn nhà nào đó thì họ có thể là họ đưa tải xe tải của họ tới để họ chuyển, rồi họ cần một cái mức giá cho nó phù hợp, và cái yêu cầu về sự độc đáo phù hợp với căn nhà thì thường là cũng cũng không có cao, bởi vì là họ chỉ đưa những cái đồ này vào để đầy đủ ở trong nhà, thậm chí là hàng sản xuất hàng là để có giá rẻ hơn. Rồi chủ thầu xây dựng thì đặc điểm của họ là gì ạ? Có thể là họ sẽ là cái người giống như là cái người môi giới các bạn ha, giống như là cái người môi giới giới thiệu sản phẩm cho mình, thì mình sẽ quan tâm tới cái gì? Ví dụ như là công ty thiết kế xây dựng và nội thất này thì là các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ làm theo cái thiết kế cho họ, đúng không? Theo cái bản thiết kế. Nhưng đối với nhà thầu xây dựng mà giới thiệu khách hàng tới á, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ phải chiết khấu lại cho người thầu xây dựng này, tức là trả cái tiền môi giới, còn mình phải làm việc trực tiếp với khách hàng, nhưng mình không làm việc trực tiếp với lại là cái người thầu xây dựng này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là như vậy thì chúng ta phải đưa ra được những cái chính sách nào cho nó phù hợp với từng nhóm khách hàng của mình. Đó. Thì lấy một cái ví dụ như vậy để mà các bạn tuy là chúng như vậy để chúng ta đưa ra được những cái tiêu chí, chúng ta đưa ra cái chính sách bán hàng phù hợp. Đó. Rồi trong thực tế đó thì các bạn thấy là ví dụ như hàng tiêu dùng, chúng ta sẽ phải đi tiếp xúc bán hàng với họ bằng hình thức nào, tức là chúng ta phải quy định thăm viếng tất cả những cái người này, thì chúng ta phải phải xem thử là cái hình thức thăm viếng này, hình thức thăm viếng này sao cho nó phù hợp. À, hình thức thăm viếng ví dụ như là đi đến trực tiếp, hay là mình sẽ tìm kiếm
cũng như là đi tới để mà chào bà chào hàng như thế nào, rồi là tần suất, đúng không? Tần suất tức là cái số lượng, tức là cái số lượng mà số lượng đợt viếng thăm mà mình phải đi. Ví dụ như là cái cửa hàng trang trí nội thất này mình phải đến thường xuyên để chào mời hàng họ, tại vì họ sẽ lấy hàng ở nhiều nơi khác nhau chứ không phải chỉ mở mỗi cái kho của mình. Rồi là đề xuất những cái mức giá, rồi những cái chương trình khuyến mãi hoặc là xúc tiến của mình để mà thuyết phục khách hàng lấy hàng. Rồi khách hàng là cá nhân thì sao, mình sẽ tiếp cận bằng cách nào, đúng không? Đi 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 ví dụ như là cho nhân viên bán hàng đi thị trường xong xem chỗ nào xây nhà, đi vào hỏi xem chủ nhà là ai để mình giới thiệu hàng hóa chẳng hạn, mình gửi catalog chẳng hạn, thì cách tiếp cận cũng sẽ khác. Rồi những cái người mà mua nhà xây nhà bán lại này đó, thì chúng ta tiếp cận họ bằng cách cách nào, rồi chủ thầu thì sao, vân vân. Chúng ta phải xác định những cái yếu tố này, rồi là sản phẩm này, đặc điểm sản phẩm này, rồi giá cả này, các cái chính sách bán hàng này, vận chuyển này, đúng không ạ? Rồi là dịch vụ sau bán này. Ví dụ như là khách hàng lẻ là thường là chúng ta hay hay phải làm cái dịch vụ sau bán nhất, còn những cái người kia thì thường là ít hơn đó, thì chúng ta sẽ quy định, bởi vì thì chúng ta thấy được là từng nhóm khách hàng như vậy thì họ quan tâm tới yếu tố nào trong việc lựa chọn. Khi mua hàng thì chúng ta sẽ đưa ra những chính sách tư nó phù hợp đó. Rồi đó là cái quá trình, đây là cái nội dung quan trọng trong cái việc trong chương một của cái phần 2 này, đó là chúng ta phải tìm cái chương trình bán hàng cho từng nhóm, đúng không ạ? Đưa ra hiệu quả được. Rồi lập phiếu thăm dò vân vân, thực hiện thăm dò dự đoán bán hàng, thì là đó là những cái công việc cụ thể nha. Cái phần tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó là phần lập kế hoạch tiếp thị. Thì phần lập kế hoạch tiếp thị này sẽ củng cố là thấy được cái vai trò của hoạt động bán hàng trong cái kế hoạch tiếp thị. Thì bất cứ một cái kế hoạch nào, sản phẩm ở đây là chúng ta ứng góc độ bán hàng ha, thì phân tích xem thử là từ góc độ sản phẩm các bạn ha, chúng ta sẽ đi vào từng cái giai đoạn xem thử là để mà chúng ta thiết lập được một cái kế hoạch tiếp thị hiệu quả nó liên quan tới hoạt động bán hàng á, thì là chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ đi theo những cái bước nào mà chúng ta lưu ý những cái điều gì ha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ định nghĩa về doanh nghiệp, tức là thực ra chúng ta phải trả lời cho cái câu hỏi là công ty của chúng ta đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào ha. Và cái đặc điểm ở đây là các bạn phải trả lời đứng trên cương vị của khách hàng, tức là trả lời để đảm bảo là cái công ty của chúng ta đang suy nghĩ theo nhu cầu ước muốn của khách hàng. Tại vì khi mà chúng ta đặt ra một cái câu hỏi như vậy đó, thì các cái nhân viên người ta sẽ trả lời là mình đang hoạt động trong lĩnh vực là du lịch, đúng không ạ? Mình đang kinh doanh nhà hàng, mình đang kinh doanh khách sạn, mình đang bán xe ô tô cho khách hàng. Rồi là mình bán máy giặt cho khách hàng, mình kinh doanh trong lĩnh vực điện thoại di động. Thì thực ra khi mà chúng ta trả lời như vậy thì chúng ta chưa có đứng lên cái vị trí của khách hàng. Hay để mà chúng ta trả lời được một cách hiệu quả hơn á, thì chúng ta đặt một cái câu hỏi nó cụ thể hơn đối với hoạt động bán hàng của mình, đó là chúng ta đang bán cái gì.
Vậy là chúng ta phải trả lời gì các bạn? Dựa trên cái suy nghĩ của khách hàng. Và để trả lời được thì chúng ta lại phải lật ngược lại cái câu hỏi là khách hàng mua gì? Tại sao khách hàng mua? Đúng không? Cái chữ why, tại sao khách hàng mua? Không? À, tại sao khách hàng mua? À, what là khách hàng mua cái thứ gì? Có đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta thấy ở đây có một chiếc xe, đúng không? À, thương hiệu gì đây không biết, nên rất là sang trọng đây. Rồi, ở đây có một cái chiếc xe, nếu như chúng ta hỏi là chúng ta đang bán cái gì mà nhân viên trả lời là mình bán xe thì rõ ràng là chúng ta đang bán bản thân cái sản phẩm đó. Còn khách hàng mua là vì thứ gì, đúng không? Họ mua là vì phục vụ cho họ trong cái quá trình là di chuyển, đúng không ạ? Rồi là tạo cho họ cái sự thuận tiện, cái sự thoải mái, cái sự an toàn, tiết kiệm được thời gian. Rồi gì nữa các bạn? Thể hiện được cái gì ạ? À? Thể hiện được cái gì? Thể hiện được cái tôi của họ, cái sự giàu có, hoặc là cái phong cách của họ. Đó là những cái mà họ mua. Đó. Thì cái này nó liên quan tới việc là cái kỹ thuật bán hàng của mình luôn. Đó, thì cô nói luôn ở đây là các bạn nhớ lại cái ba cấp độ của sản phẩm, đúng không ạ? Ba cấp độ của sản phẩm ở trong marketing chúng ta học, thì cái lõi của sản phẩm á, tức là cái sản phẩm thực, cái sản phẩm mà cơ bản á, chính là cái lợi ích mà khách hàng cần khi mua cái sản phẩm, đúng không ạ? Ví dụ như là khi các bạn mua một cái chai nước á, thì cái thứ khách hàng cần không phải là nước, mà cái thứ khách hàng cần là giải khát, có đúng không ạ? Cái thứ khách hàng cần ở đây không phải là cái máy giặt, mà là họ tiết kiệm được thời gian, họ không tiết kiệm được công sức, họ không cần phải ngồi giặt đồ mà rất là mỏi lưng và rất là tốn thời gian, có đúng không ạ? Đó chính là cái sản phẩm cốt lõi. Còn cái sản phẩm thực là cái nó sẽ hỗ trợ cho khách hàng trong cái việc sử dụng, có thuận tiện hay không, có tính thẩm mỹ hay không, có dễ sử dụng hay không, có bền hay không, ví dụ thức ăn thì ăn có ngon hay không. Thì cái sản phẩm thực là tất cả những cái thứ gì mà khách hàng mua về, đúng không ạ? Nó sẽ giúp chuyển tải những cái công dụng, những cái lợi ích mà khách hàng cần. Ví dụ như cái chai nước hồi nãy, cái sản phẩm thực của nó chính là cái gì ạ? Một cái chai ở trong có nước, ở ngoài có cái nắp, rồi cái nhãn hiệu ở phía bên ngoài. À, còn nếu như các bạn bán một cái chai sữa, rồi nước mía, đúng không ạ? Một chai bia thì nó không phải là nước, đúng không ạ? Nó không phải là nước lọc, nhưng mà nó cũng có khả năng giải khát được. Hoặc thậm chí các bạn có thể là bán một cái viên thuốc gì đó, khoa học nó phát triển một cái viên thuốc gì đó có thể cấp nước cho cơ thể, các bạn uống một cái viên nhỏ dưới đầu ngón tay như thế này vào và các bạn hết khát nước, và nó cung cấp cho cơ thể các bạn là khoảng cỡ 1 lít nước. Thì cái viên thuốc đó, cái bản thân của viên thuốc là sản phẩm thực, còn cái khách hàng cần là cung cấp nước cho cơ thể và giải khát. Như vậy thì chúng ta phải phân biệt ra là cái sản phẩm lõi, cái sản phẩm thực, và đặc biệt để thuyết phục khách hàng mua hàng thì chúng ta quan tâm tới cái sản phẩm gia tăng, được không ạ? Dạng sản phẩm gia tăng. Bởi vì các công ty người ta đều đạt được một cái trình độ khoa học kỹ thuật, rồi là cái tính thẩm mỹ, rồi là cái khả năng tiếp cận với việc sản xuất ra sản phẩm để mà họ tạo ra được những cái sản phẩm mà nó tương tự nhau ở trên thị trường, nó giống như nhau á, đúng không? Nó giống như nhau về mặt chất lượng, về mặt đó là cơ cấu, rồi về mặt vân vân các thứ thì nó giống như nhau hết đó. Vậy thì khách hàng sẽ dựa vào những cái nào? Sản phẩm gia tăng á, đúng không? Dựa vào những cái mà doanh nghiệp của mình có mà doanh nghiệp bên kia họ không có. À, ví dụ như là dịch vụ khách hàng này, ví dụ như là thương hiệu là cái yếu tố thương hiệu rất là quan trọng, đúng không? Rồi là dựa vào ví dụ như những cái chính sách, ví dụ như là bên kia bảo hành 5, bên mình bảo hành 2 năm. À, bên kia không cho trả góp, bên mình có cho trả góp, vân vân, tức là những cái điểm cộng thêm vào vì sao nên mua cái sản phẩm bên mình. Ừ. Nếu như chúng ta có được cái lợi thế cạnh tranh từ cái sản phẩm thực thì nó lại góp phần lớn hơn trong việc thuyết phục khách hàng nữa. Ví dụ như là các bạn mua một cái máy giặt mà sử dụng cái công nghệ gì đó, nó có thể tiết kiệm điện, hoặc là chống cháy nổ, hoặc là cái gì đó mà cái công nghệ đó là độc quyền của bạn, hoặc là những công ty khác không có chẳng hạn, thì chúng ta khi bán hàng chúng ta nên chú tâm vào những cái đặc tính đó, để đem và khi chúng ta
Chúa tao một đặc tính đó, thì phải chỉ ra được cái lợi ích từ cái đặc tính đó. À, ví dụ như là dạ máy giặt bên em mà sử dụng cái công nghệ inverter. Ủa vậy cái công nghệ inverter đó là cái gì, đúng không, khách hàng không biết. Và các bạn phải trả lời dạ cái inverter này sẽ giúp cho chị tiết kiệm điện rất là nhiều, bằng 1/3 cái loại bình thường thôi. À như vậy có nghĩa là tiết kiệm điện thương hiệu này, mua cái đó đi tiết kiệm điện, chứ còn họ cũng quên mất cái tên gọi của cái công nghệ đó là cái gì, có đúng không ạ. Như vậy thì trong bán hàng chúng ta phải quan tâm tới việc chỉ rõ ra được cái lợi ích mà khách hàng cần, cái lý do vì sao khách hàng mua và khách hàng mua cái gì, đúng không ạ. Cái này nó không phải là cái sản phẩm thực mà là cái lợi ích mà sản phẩm thực chuyển chuyển đổi cái công năng trở thành cái lợi ích đó cho khách hàng, thì chúng ta phải lưu ý trả lời được cái đó thì mới thuyết phục khách hàng mua hàng, đúng không ạ. Ví dụ như hôm bữa đi mua nhà chẳng hạn, cái sân rộng, không có cái sân rộng thì đúng là cái sân rộng được, nhưng cái sân rộng để làm cái gì, đúng không ạ. À, để làm hồ bơi nè, để giải trí cuối tuần nè, để như thế này như thế kia vân vân, phải chỉ được cái lợi ích. Rồi sau khi mà chúng ta trả lời được cái câu hỏi này rồi thì chúng ta phải đi phân tích tình hình tiếp thị hiện tại, tức là để mà chúng ta đưa ra một cái kế hoạch gì đó, đúng không? Để mà chúng ta đưa ra một cái chiến lược thì người ta gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên là mình phải phân tích và mình biết được xem thử là bây giờ là tình hình thực tế nó như thế nào, những cái khó khăn, những cái thách thức, những cái cơ hội, những cái đe dọa mà mình đang phải đối mặt nó là cái gì. Thì những cái điều mà chúng ta quan tâm nó chủ yếu đó là kích cỡ và sự tăng trưởng của thị trường. Tại vì mặc dù là chúng ta quan tâm nhiều những cái thứ khác, nhưng ở đây cô chỉ liệt kê ra những cái thứ mà nó có vẻ như liên quan tới cái hoạt động bán hàng của mình, tức là nó liên lại, nó liên kết với cái hoạt động bán hàng của mình. Vì cái kích cỡ và cái sự tăng trưởng của thị trường này nó lại liên quan tới việc là chúng ta sẽ phải dự báo cái tiềm năng của thị trường á, đúng không ạ. Các bạn phải biết được cái thị phần của các bạn được chiếm được ở trong cái thị trường là bao nhiêu, rồi cái sự tăng trưởng của thị trường có hay là không, trong cái thời gian sắp tới đây ngắn hạn dài hạn nó có tăng trưởng hay nó giảm như thế nào, để chúng ta đưa ra được cái dự báo bán hàng. Rồi phân tích hành vi mua sắm của khách hàng, đó là cái điều đương nhiên, hồi nãy chúng ta vừa mới nghiên cứu khách hàng rồi, đúng không ạ. Phân tích đối thủ cạnh tranh đó, bởi vì nếu như chúng ta không hiểu về đối thủ cạnh tranh, nếu như chúng ta không biết được là họ đang sử dụng những cái chính sách nào, không biết được vị thế cạnh tranh của chúng ta so với đối thủ, cái thế mạnh cái thế yếu như thế nào, cái ưu điểm và cái nhược điểm của đối thủ cạnh tranh so với sản phẩm của bên mình, thì chúng ta sẽ không có được một gọi là một cái bài bán hàng hiệu quả, đúng không ạ. Một cái sản phẩm của chúng ta không thể nào cái thứ gì cũng tốt hơn nhất hết, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải biết được là đối thủ cạnh tranh nó tốt hơn mình cái gì, hay mình tốt hơn đối thủ cạnh tranh cái gì, để mà mình có một cái phản hồi và có một cái bài bán hàng như thế nào đó để thuyết phục được khách hàng. Nó sử dụng cái nghệ thuật lấp liếm ở trong đó, đúng không, tâm bốc ở trong đó kết hợp lại với nhau, để cho khách hàng thấy là nên mua sản phẩm ở bên mình. Rồi không những là chúng ta phải phân tích những cái yếu tố mà liên quan gọi là trực tiếp như vậy nữa, mà chúng ta phải để ý tới cái môi trường kinh tế vĩ mô, tức là cái môi trường kinh doanh bên ngoài như thế nào, thiên tai, dịch bệnh, công nghệ, những cái chính sách pháp luật, đúng không, của chính phủ nó liên quan như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như là trời mưa trời nắng có ảnh hưởng hay không, trời mưa xong người ta đi 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 tới cái điểm du lịch của các bạn được, đúng không ạ. Người ta sẽ đi ví dụ lên Đà Lạt trời mưa không thể nào đi các khu du lịch ngoài trời, họ sẽ ưu tiên là đi ăn những cái quán nướng hoặc là những cái nơi nào đó mà có thể vui chơi được khi mà trời mưa, đúng không. Rồi ví dụ như là Covid nè, dịch bệnh nè, nó cũng sẽ ảnh hưởng, không những ảnh hưởng mà ảnh hưởng rất lớn tới tất cả các ngành. Thì các bạn thấy là gì, một cái yếu tố môi trường bên ngoài nó tác động như vậy, nó có thể là đe dọa nhưng nó cũng có thể là cơ hội, đúng không. Các bạn thấy là các bạn thử về các bạn đánh một cái từ khóa là gì ạ, những cái công ty mà gọi là tăng trưởng mạnh trong thời kỳ Covid, được chưa. Các bạn tối nay các bạn về các bạn thử tìm cái trên cái từ khóa đó, các bạn đọc một hai bài đi, các bạn sẽ thấy được là những cái công ty nào nó sẽ gọi là cái
thách thức này trở thành cái cơ hội. Nó ví dụ như là các bạn thấy là công ty IBB của Jonathan Hạnh Nguyễn chẳng hạn, thì xin mở một cái công ty vận hàng không nhưng mà chuyên vận chuyển hàng hóa trong thời kỳ này cực kỳ là cần thiết luôn á các bạn ha. Và nếu như mở được thì sao, hút bạc chứ sao nữa. Nhưng mà sao, ông nhà nước mình không cho và ưu tiên cho Việt Nam Airlines đúng không ạ, bắt đầu là không duyệt, và Việt Nam Airlines sau đó là tuyên bố là mở một cái mảng là vận chuyển, ngành hàng không vận chuyển hàng hóa đúng không? Như vậy thì những công ty ví dụ như liên quan tới logistics nè, rồi là liên quan tới việc là phát triển cái nền tảng kinh doanh online nè, rồi ví dụ như Novaland là liên là phát triển những cái hệ thống, những cái phần mềm liên quan tới việc hỗ trợ công việc mà số hóa này, đúng không? Người ta không gặp mặt trực tiếp thì phải thông qua những cái phần mềm nào, thì đó là cơ hội phát triển cho họ chứ không phải là cái đe dọa, nhưng là cái đe dọa cho những ngành khác. Ví dụ như ở Đà Lạt của chúng ta rau xanh hoa không bán được đúng không, người ta lo chống dịch rồi, rồi người ta bị thất nghiệp, người ta suy thoái kinh tế, người ta mất việc, người ta không có thu nhập, không nghĩ tới cái việc là cắm hoa nữa đúng không? Rồi chuỗi logistics bị gãy thì cũng sẽ dẫn tới cái việc là chúng ta không có vận chuyển được hàng hóa đó. Như vậy thì chúng ta phải phân tích những cái yếu tố bên ngoài nó tác động như thế nào. Sau khi mà phân tích hết được những cái yếu tố này rồi đó thì chúng ta mới đưa ra cái chiến lược của mình được đúng không ạ? Và để mà chúng ta có thể phân tích một cách hiệu quả thì chúng ta lại gặp lại cái mô hình phân tích SWOT, cái ma trận SWOT này đúng không? Cái ma trận SWOT này thì các bạn đã học rất là nhiều ở trong các cái môn học khác rồi đúng không? Cho nên là ở đây chỉ nhắc nhanh lại thôi, là chúng ta có thể sử dụng cái mô hình phân tích SWOT này, ma trận này, chúng ta liệt kê ra những cái cơ hội, những cái nguy cơ, những cái điểm mạnh, điểm yếu từ đâu ạ? Từ bên trong và bên ngoài công ty. Những cái yếu tố bên trong công ty thì nó gọi là điểm mạnh và điểm yếu, và những cái yếu tố đến từ bên ngoài ví dụ như khách hàng, đối thủ cạnh tranh, từ môi trường bên ngoài thì nó sẽ liệt kê vào cái cơ hội và cái nguy cơ thì chúng ta liệt kê vào, và chúng ta có thể tạo ra được những cái chiến lược tổng hợp từ bốn cái yếu tố này nó thuận tiện hơn. Thì cái mặt trận này chỉ nhắc lại cho các bạn thôi nha. Sau khi mà chúng ta đưa vào cái ma trận hoặc là chúng ta phân tích như thế nào đó trên các cái công cụ phân tích rồi thì chúng ta mới xác định được cái tình hình như vậy, và chúng ta dựa trên tình hình đó để xác lập những cái mục đích đó. Thì ở đây chúng ta đang tìm hiểu gọi là cái mục đích tiếp thị đúng không? Mục đích tiếp thị, nhưng các bạn phải lưu ý một điều là khi chúng ta đưa ra mục đích tiếp thị, hay nếu như cái mục đích này nếu là có là mục đích bán hàng đi chăng nữa đúng không? Hoặc là bán hàng, thì khi chúng ta đưa ra chúng ta phải lưu ý là gì, nó phải liên kết chặt chẽ và hỗ trợ qua lại lẫn nhau cho các cái mục đích khác, chứ không phải là phần mình đi một đường còn phần mấy thằng kia đi một đường, không được. Trong một tổ chức thì đó là một cái bộ máy đúng không ạ, và tất cả các cái phòng ban, các cái nhóm nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như bây giờ các bạn bảo là mình phải gọi là nâng cao chất lượng sản phẩm đúng không ạ, phải sản xuất ra một cái sản phẩm có chất lượng hơn, kỹ thuật cao hơn, đẹp hơn để chúng ta đối phó với đối thủ cạnh tranh và gọi là phục vụ được cái nhu cầu khách hàng trong cái thời điểm sắp tới. Ví dụ như sau khi phân tích mình thấy là cạnh tranh nhiều quá, khách hàng thì đòi hỏi những cái sản phẩm cao cấp hơn vân vân. Như vậy bây giờ con đường của mình là phải gì? Phải sản xuất được một cái sản phẩm nó chất lượng và nó tốt hơn. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa ra như vậy đó thì chúng ta phải xem xét thử là nó còn liên quan tới bộ phận nào nữa hay không. Ví dụ như là về vấn đề về kỹ thuật, cái máy móc thiết bị của chúng ta cũ quá đi, nó không thể nào sản xuất ra một cái sản phẩm có kỹ thuật cao được. Hoặc là cái tay nghề của công nhân, về mục đích, về nhân sự đúng không ạ? Cái yếu tố về nhân sự của công ty, tay nghề công nhân kém không thể nào mà tạo ra một cái sản phẩm đẹp được. Đó, như vậy thì cũng không được. Do đó là chúng ta phải phải xác lập cái mục đích tiếp thị nó phù hợp đúng không ạ, và nó phải gọi là hỗ trợ và liên kết chặt chẽ với những mục đích khác ở trong công ty. Rồi sau khi mà chúng ta xác định được cái mục đích rồi thì dựa trên mục đích này chúng ta sẽ phát
họa và chọn lọc các cái chiến lược để có thể đạt được mục đích này, đúng không? Để đạt được mục đích này, và chiến lược này thì phải dựa vào mục đích này, dựa trên mục đích này để mà phác họa. Và ở cái phần này á, các bạn hình dung là chúng ta đang liệt kê ra, chúng ta phác họa mà, gọi là phác họa mà, cho nên chúng ta thảo luận và chúng ta liệt kê ra tất cả những cái sự lựa chọn nào, tức là những cái con đường, những cái phương pháp nào để có thể đạt được cái mục đích này. Sau đó thì chúng ta phải làm gì ạ? Tính tới những cái hệ quả của những chiến lược này đối với những cái lĩnh vực liên quan, hoặc là nếu như chúng ta áp dụng cái chiến lược này thì liệu là khi mà chúng ta áp dụng á, nó có xảy ra những cái vấn đề gì đối với khách hàng, đối với những cái đối tượng liên quan ở trên thị trường hay là không. Đó, thì chúng ta phải phải thứ nhất, động tác là gì? Phác họa gạch đầu dòng đưa ra là gì? Làm thế nào để đạt được mục đích? Và nếu làm thế này thì cần phải có những cái gọi là những cái yếu tố hỗ trợ nào, và khi triển khai thì gặp những cái khó khăn, liệu chúng ta có gặp những cái khó khăn hay là chúng ta gặp những cái vấn đề nào đó khi mà chúng ta làm hay là không. Cô lấy ví dụ ha, để chúng ta có thể dễ hiểu hơn cái phần này. Ví dụ ở trong bán hàng luôn đây để các bạn dễ hình dung cái mục đích đó. Mục đích trong bán hàng của chúng ta vào trong tháng tới này là phải tăng 30% doanh thu và tối thiểu là 10%, tối thiểu là 15% lợi nhuận. Đó chính là mục tiêu, được chưa ạ? Các bạn cái phần phân tích tình hình tiếp thị hiện tại gì đó thì phân tích rồi, cô lấy ví dụ là mình phân tích xong rồi và mình đưa ra được cái mục tiêu như thế này, tức là để làm gì đó, nó để hỗ trợ cho cái việc gì đó của công ty đó thì mình phải tăng được cái này, nó là mục đích của chúng ta, được chưa? Vậy thì đây là mục tiêu đạt được, mục tiêu cần đạt này. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta phác họa và chọn lọc chiến lược nè. Nhưng mà mình nói một cách dễ hiểu này, cái gì các bạn? Phương pháp để đạt được á, cái cách để đạt được mục tiêu á. Đó, vậy nó dễ hiểu hơn này. Vậy thì theo các bạn á, làm thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu này? Để mỗi người cho một ý kiến xem nào. Mỗi người cho một ý kiến ha. Ví dụ như là cô trước đi nha, rồi tới các bạn nha. Ví dụ như là cô sẽ giảm giá, cô sẽ khuyến mãi để tăng doanh thu, đúng không? Tức là cô sẽ khuyến mãi nhiều nhiều lên để người ta bu vô, người ta mua. Rồi có ai có cái ý kiến nào khác nữa không ạ? Sẽ suy nghĩ xem. Bạn nào nghĩ ra không ạ? Rồi thử suy nghĩ và cho cô một vài cái định với cái phương pháp xem thử nào. À, tăng quảng cáo đúng không? Đúng rồi, tăng quảng cáo này. À, rồi rồi có một ý kiến là khuyến mãi này, nó cái mà các bạn tặng kèm sản phẩm á, nó cũng trong thuộc khuyến mãi ha, khuyến mãi này, nhưng mà nói gì các bạn, nó kèm theo một cái điều kiện ha, nó kèm theo một cái điều kiện, đó là với cái hóa đơn khuyến mãi được thực hiện khi nào, khi mà có cái hóa đơn mà lớn hơn 1 triệu ha, hóa đơn lớn hơn 1 triệu thì mới được khuyến mãi này. Rồi tặng voucher đúng không? Cho lần tiếp theo. Rồi.
gì nữa không ạ? Rồi, à, cũng là một cái hình thức khuyến mãi luôn ha. À, bốc thăm, trúng thưởng nè, rồi là có gì đây nữa các bạn? À, sản phẩm dùng thử, tức là tặng kèm sản phẩm ha. Sản phẩm dùng thử hay sản phẩm đó vẫn được, miễn là chúng ta tặng kèm này. Rồi gì nữa? Tích điểm. Flash sale. À. Rồi. Ai nghĩ ra cách nào khác nữa không? Ví dụ như là phải nhá, cô nghĩ là ví dụ như là mình đừng có thể là mở rộng thị trường. Không? Tạo sự khan hiếm cho sản phẩm, tạo bằng cách nào? Thử quảng cáo sản phẩm đúng không ạ? Nó thuộc về cái tăng quảng cáo này nè, đúng không? À, tặng mãi giảm giá ngẫu nhiên thì nó thuộc về khuyến mãi rồi, vân vân. Ok, rồi bây giờ chúng ta tạm thời là dừng lại ở một số các cái ý kiến như vậy đúng không ạ? Thì thực ra khi các bạn làm bài, các bạn làm việc nhóm, các bạn làm bài, các bạn cũng làm tương tự như vậy đó. Các bạn có liệt kê ra hết 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 những cái phương pháp nào, mà cái cách nào mà các bạn nghĩ là nó sẽ đạt được một cái mục tiêu này, đó là các bạn đang làm gì, phát họa và phát họa các chiến lược đúng không ạ? Và cái tiếp theo nữa nè, đây là cái giai đoạn các bạn phát họa nha. Tô màu lên đây cho dễ thấy nè. Đó, bây giờ là mình phát họa ra một mớ này rồi nè. Rồi bây giờ là mình chọn, à, chọn lọc và lựa được đúng không ạ? Chọn lọc, chọn lựa đây. Chiến lược phù hợp. Bằng cách chúng ta hồi nãy lý thuyết chúng ta nói là mình làm gì đây các bạn? Mình phân tích những cái hệ quả của những chiến lược này đối với các lĩnh vực liên quan và so với cái mục tiêu này để mình chọn. Được không ạ? Ví dụ như là cô nói là bây giờ mình cứ khuyến mãi tưng bừng hoa lá vô đi, đúng không? Khuyến mãi là bốc thăm trúng thưởng này, tặng kèm sản phẩm, tưng bừng hoa lá vô càng nhiều càng tốt, để mà tất nhiên các bạn biết là người tiêu dùng thường là họ rất là thích khuyến mãi, thì đây là cái cách mà mình sẽ nghĩ ra đầu tiên, cho nên cô nghĩ trước. À, thì các bạn thấy là, nhưng mà cái điều kiện mình đặt ra là gì? Tăng 30% doanh thu, nhưng mà trong đó phải tăng gì các bạn? Tăng ít nhất là 15% lợi nhuận nữa. Cho nên cái vấn đề này mình phải tính tới cái vấn đề về chi phí, đúng không ạ? Chi phí so với lợi nhuận, đúng không ạ? Chi phí bỏ ra so với cái mục tiêu lợi nhuận. Để mà mình có thể chọn được cái phương pháp là nó phù hợp nhất. Có đúng không ạ? Rồi, bây giờ giả sử như là đối với cái phương thức tăng quảng cáo à, thì các bạn thấy là quảng cáo có tác động nhanh, thật là nhanh tới khách hàng không ạ? Quảng cáo thì nó sẽ tác động như thế nào các bạn? Nó tác động từ từ đúng không ạ? Chứ không phải là mình quảng cáo một phát mà ngày mai họ thích và họ ra họ mua liền. Không phải. Quảng cáo là cách chúng ta xây dựng từ từ, lấy niềm tin từ từ, tạo thói quen từ từ cho khách hàng. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây có một cái yêu cầu là gì? Tháng tới là chúng ta phải đạt được cái này rồi. Vậy thì liệu cái thời gian có cho phép không? Cái thời gian đạt hiệu quả, kéo khách hàng thỏa mãn không? Đúng không ạ? Chúng ta phải lưu tới cái điều này. Rồi, ví dụ như là, à, bây giờ có thể là cái này mình sẽ sử dụng được này. Tại vì sao ạ? Tại vì mình chỉ khuyến mãi cho những cái hóa đơn mà lớn hơn 1 triệu thôi. Như vậy thì mình sẽ thấy được rằng là cái tăng doanh thu và cái lợi nhuận này nó có thể đi kèm với nhau. Tại vì là không phải là ai mình cũng khuyến mãi đúng không? Không phải 100.000 mình cũng cũng phải chi phí khuyến mãi chừng đó. Cho nên là cái này chúng ta có thể đưa vào để mà lát nữa xem xét. Đúng không? Xét nữa xem xét nhưng có chọn hay không. Sẽ khi mà mình chọn thì mình phải tính tới cái việc là cụ thể đúng không, cái tỷ lệ mình tặng quà trên hóa đơn là bao nhiêu để đảm bảo được là tăng 30% doanh thu, trong đó là tăng ít nhất 15% lợi nhuận.
Đó. Rồi cái việc tăng voucher cho lần tiếp theo này á, nó có tác dụng gì các bạn? Nó có tác dụng duy trì lòng trung thành của khách hàng hay còn khác là mua lặp lại, đúng không? Mua lặp lại. Cái tích điểm này á, cái tặng voucher này, cái tích điểm này nó cũng sẽ gì các bạn, nó cũng sẽ thuộc về cái là tác động tới cái việc là dẫn khách hàng mua đi mua lại, đúng không? Còn cái flash sale này thì chúng ta thử nghĩ thêm là liệu có tác động được với cái này hay không. Cái flash sale này có nghĩa là chúng ta sale một cách ngắn hạn thôi, đúng không ạ? Sale một cách ngắn hạn thì cái tâm lý của người mua là sẽ rất là sợ là hết sale, cho nên người ta cũng đổ vô người ta mua. Như vậy thì cái doanh thu trong giai đoạn này tăng rất là cao, đúng không ạ? Tăng rất là cao, tức là nó đạt được cái này, nó đạt được cái tăng doanh thu cao này, đúng không ạ? Tăng doanh thu cao này. Nhưng mà đó thì cái flash sale này các bạn sẽ thấy là nó có một cái tác động là gì, thu hút một cái lượng người mua rất là lớn vào một cái thời điểm nào đó, đúng không? Và cô nghĩ là nó sẽ đáp ứng được cái việc là tăng doanh thu trong tháng tới, tại vì là mình làm trong tháng tới thì nó ngắn gọn thôi, cho nên là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đó, đúng không ạ? Còn cái vấn đề là chúng ta flash sale này với cái tỷ lệ bao nhiêu á, thì chúng ta phải tính toán kèm theo cái hạn ngạch này nữa, tức là kèm theo cái yêu cầu là ít nhất là 15% lợi nhuận nữa để chúng ta tính toán. À như vậy thì cái này chúng ta cũng có thể là đưa vào để xem xét ha. Rồi ví dụ như cô đưa ra một cái là mở rộng thị trường, đúng không? Mở rộng thị trường tức là chúng ta tìm thêm những khách hàng, những cái điểm bán khác để chúng ta có thể tăng được doanh thu. Nghe thì có vẻ là dễ dàng, nghe có vẻ là hợp lý, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn biết là cái chi phí để mở rộng thị trường thường nó rất là lớn, bởi vì các bạn phải cung cấp rất là nhiều các dịch vụ và khuyến mãi để mà trong cái giai đoạn đầu các bạn bán cái sản phẩm ra, cho nên là có thể nó sẽ không đạt được cái vấn đề là lợi nhuận, đúng không? Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ phân tích cho cái việc tạo cái sự khan hiếm cho khách hàng cho sản phẩm như vậy và tạo như thế nào, và cái tâm lý khách hàng khi mà chúng ta đưa ra như thế. Ví dụ bây giờ sắp hết hàng rồi mua đi, đúng không ạ? Xong rồi người ta nói ui sắp hết hàng thôi mình đợi ra sản phẩm mới mình mua, chắc là hàng hiếm bởi vì nó ra sản phẩm mới thì có thể là họ không mua. Tức là chúng ta phải phải phân tích tâm lý khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì tùy, đúng không, có thể là đối tượng khách hàng của các bạn trong cái khu vực này họ rất là thích cái sản phẩm hiện tại và họ không thích sản phẩm mới, thì khi các bạn tạo khan hiếm người ta đổ là người ta mua, đúng không ạ? Hoặc là tung một cái tin đồn gì nó ngày mai chỉ thị 16, thế là bu ra mua gạo, đúng không ạ? À, như vậy thì chúng ta sẽ tùy theo cái tâm lý và cái điều kiện, cái hoàn cảnh ở trong thị trường mà chúng ta sẽ chọn cái nào nó hợp lý. Và cái điều mà qua cái ví dụ này cô vẫn nhấn mạnh lại cái điều mà chúng ta cần quan tâm là gì? Chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải phân tích xem từng cái chiến lược này nè, nó sẽ có những cái hệ lụy nào, nó có mối liên quan tới những cái vấn đề nào. Ví dụ như mở rộng thị trường này, vấn đề về chi phí này, vấn đề về nhân sự này, đúng không? Liệu có đáp ứng được hay không? Rồi, quảng cáo thì sao? Vấn đề thời gian có đáp ứng được hay không? Rồi tăng quảng cáo này là không những về cái thời gian có đáp ứng được hay không mà cái chi phí như thế nào? Thì thông thường cái chi phí quảng cáo nó rất là đắt, đúng không ạ? À, như vậy thì chúng ta phải tìm cái phương pháp nào mà nó hiệu quả nhất để chúng ta làm. Đó, được chưa ạ? Rồi sau khi mà chúng ta đã lựa chọn được cái chiến lược rồi thì đơn giản rồi, đúng không? Chuẩn bị chương trình tiếp thị nè, đưa ra những cái chính sách chi tiết nè, phân bổ tài nguyên, phân bổ nhân sự, rồi chúng ta đưa ra, chúng ta làm và chúng ta bắt đầu kiểm tra kiểm soát đánh giá cái hiệu quả của nó thôi, đúng không ạ? Rồi như vậy thực ra ở trong cái phần thiết lập kế hoạch tiếp thị này, cái phần cô vừa lấy ví dụ là cái phần mà các bạn cần phải lưu tâm, còn những cái kia lý thuyết không có cần lưu tâm làm cái gì hết, đúng không ạ? Ở đây chúng ta phải lưu ý là gì, dựa phải phân tích được cái tình hình để đưa ra được cái mục tiêu đúng. Khi các bạn xác định được đúng mục tiêu là chúng ta đi được 50% con đường rồi, và chúng ta đưa được một cái chiến lược để đạt được mục tiêu đúng nữa, thì cái hiệu quả cũng như là cái khả năng chúng ta đạt được mục tiêu nó rất là cao. Và để đưa ra được cái con đường đúng thì chúng ta phải phân tích cặn kẽ cái hệ lụy của nó là gì,
đúng không? Cái hệ lụy của nó là gì? Nó có liên quan gì tới cái vấn đề, các vấn đề khác trong công ty không? Nhân sự có đáp ứng được hay không? Về tài chính có đáp ứng được hay không? Về nguồn hàng hóa có đáp ứng được hay không? Vân vân. Và các yếu tố ở bên ngoài nó cũng sẽ tác động tới nữa. Cho nên là chúng ta phải phân tích hết để chúng ta lựa chọn cái con đường nào mà mang lại hiệu quả cao nhất và ít rủi ro nhất cho doanh nghiệp để đạt được mục tiêu. Được không ạ? Đó là cái phần này. Như vậy, chúng ta sẽ thấy được cái vị trí của bán hàng ở trong kế hoạch tiếp thị nó gồm có những thứ nào. Thứ nhất là chúng ta sẽ tham gia một cách gọi là chủ yếu, cũng như là phải lưu tâm vào cái vấn đề là xác định cái tiềm năng bán hàng và dự đoán doanh số cho nó đúng, rồi phân tích cái tiềm năng thị trường và cái sự phát triển của thị trường. Rồi chúng ta phải thiết lập được cái chiến lược và cái chiến thuật bán hàng, đúng không ạ? Dựa trên cái gì các bạn? Dựa trên cái việc là chúng ta phân tích tình hình tiếp thị, dựa trên cái việc chúng ta phân tích danh sách khách hàng, các cái đặc điểm của từng nhóm khách hàng để chúng ta đưa ra được cái chiến thuật bán hàng nó hiệu quả. Rồi chúng ta phải cố gắng phối hợp các hoạt động promotion giữa kéo và đẩy, đúng không? Tại vì là để mà chúng ta hoạt động một cách hiệu quả, kể cả sale hiệu quả, kể cả marketing hiệu quả, thì cả kéo và đẩy nó cũng phải hỗ trợ liên kết với nhau, chứ không thể nào thằng nào đi phần thằng đó là rồi đời, đúng không ha? Rồi chúng ta phải gọi là có một cái chương trình, một cái kế hoạch tác nghiệp. Tác nghiệp có nghĩa là bắt tay vô làm luôn rồi đó. Bắt tay vô làm gì? Triển khai tổ chức các cái hoạt động bán hàng trực tiếp cho khách hàng, hoặc là triển khai bán hàng trên kênh phân phối của mình và quản lý những cái hoạt động bán hàng đó. Quản lý từ cái việc là kho bãi, nhà phân phối, số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, quản lý cho tới việc là xác định xem là sẽ bán cho đối tượng khách hàng nào ở trên kênh của mình. Đúng không? Nhóm sĩ, nhà bán lẻ, siêu thị, ở đâu nữa không? Ví dụ như những nhà môi giới không? Những gọi là cộng tác viên không? Các cái đại lý hoa hồng không? Có không? Đúng rồi, chúng ta phải xác định những cái đối tác ở trên kênh phân phối của mình. Rồi, bán hàng như vậy thì chúng ta qua bao nhiêu cấp, tức là cái độ dài trên kênh phân phối, cái độ bao phủ thị trường nó như thế nào. Rồi quản lý ai nữa ạ? Quản lý nhân viên bán hàng ở trên kênh phân phối. Thì đó là những cái hoạt động thuộc về cái tác nghiệp của người quản lý bán hàng để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ cuối cùng, đó là bán được hàng hóa ở trên thị trường để hỗ trợ. Tức là một đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái kế hoạch tiếp thị. Đó chính là cái vị trí của bán hàng mà chúng ta thấy được trong kế hoạch tiếp thị này. Thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây á, cái chiến lược và cái chiến thuật bán hàng này thì chúng ta sẽ dựa vào đâu ạ? Chúng ta sẽ dựa vào cái mục tiêu này, đúng không ạ? Rồi cái tình hình, trường khách hàng, nói chung là cái tình hình thị trường chung, đúng không? Rồi các bạn dựa lên gì nữa ạ? Cái phân khách hàng, loại khách hàng hồi nãy đó, mà nói cách khác đi là chúng ta phải dựa trên cái sự thấu hiểu khách hàng để chúng ta đưa ra cái chiến lược và cái chiến thuật bán hàng nó phù hợp, được chưa? Cái vấn đề mà phối hợp các hoạt động promotion giữa kéo và đẩy đó, thì thật ra cái này á, các bạn thấy là hôm bữa chúng ta trao đổi chương một rồi, đúng không ạ? Nó liên quan tới cái văn hóa công ty, cũng như là cái thói quen hoạt động đó, của các công ty khác nhau rồi. Cho nên là ở đây, ở trong cái phần tiếp theo á, thì cô sẽ trình bày cho các bạn, cũng như là lưu ý cho các bạn cái vấn đề về làm thế nào để chúng ta xác định cái tiềm năng bán hàng và cái dự đoán về doanh số. Thì như hồi nãy cô nói với các bạn hai cái phần này nè, này tô màu đen lại đi thôi, nó đỡ quan trọng. Hai cái phần màu đỏ này nè thì nó không có ở trong giáo trình, ở cái chương này. Tuy nhiên là cô trình bày thêm cho các bạn đó, để mà các bạn nắm
được sau này ra đi làm, hoặc là khi học xong này hỏi là bây giờ các bạn đi phỏng vấn xin việc, người ta hỏi là bây giờ em, anh hỏi em một câu là bây giờ đối với cái thị trường thành phố Đà Lạt đoán nhìn xuống sao, hoặc là mình cần bao nhiêu nhân viên bán hàng, sẽ nói sơ qua cho các bạn ha. Cái phương thì có nhiều các cái phương pháp lắm, trên lý thuyết thì là xin ý kiến chuyên gia, rồi là tổng hợp từ lực lượng bán hàng, rồi dựa đó theo khuynh hướng, tức là dựa trên cái số liệu cũ, xong rồi chúng ta chạy một cái hàm theo khuynh hướng, rồi phân tích các cái yếu tố thị trường, khảo sát người tiêu dùng vân vân, rất là nhiều, và nó đưa ra những cái công thức nghe rất là, nhìn thấy rất là phức tạp đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây cô chỉ muốn trình bày cho các bạn hai cái phương pháp mà người ta thường hay áp dụng trong thực tế, đó là cái phương pháp từ trên xuống và cái phương pháp từ dưới lên. Thì đối với các bạn thấy cái phương pháp từ trên xuống á, thì đây nè, người ta sẽ dựa vào những cái số liệu thống kê nào đó, dựa trên nhân viên bán hàng có kinh nghiệm này, dựa trên những cái dữ liệu thống kê về kinh tế từ thị trường bên ngoài, tức là từ cái xu hướng này, rồi từ cái chỉ số tiêu dùng của một cái mặt hàng nào đó, rồi từ những cái dữ liệu mà chúng ta lưu trữ ở trong máy tính, hay còn máy tính ở đây dữ liệu đó các bạn ha, tổng hợp cái này lại thì người ta sẽ đưa ra được một cái dự báo bán hàng chung cho toàn công ty. Xong rồi người ta bắt đầu phân xuống từng cái khu vực nhỏ hơn đúng không? Phân xuống OSM, phân xuống ASM, rồi phân xuống supervisor. Supervisor sẽ phân lại cho các nhân viên của mình chẳng hạn. Thì các bạn thấy ở đây nó có một cái yếu tố tác động điều chỉnh, đó là yếu tố bán kỳ trước này, các bạn thấy không ạ? Ví dụ như là cái điều chỉnh cái số liệu của công ty ở đây, chiếu nó lên cho nó dễ nha. Đây, cái số liệu của công ty này là cái số liệu chung rồi, ok, thống kê từ đây và bây giờ người ta đưa xuống và người ta điều chỉnh, tức là người ta thông qua một bước điều chỉnh bằng cái số liệu bán kỳ trước để cho nó thực tế hơn đó các bạn, nó thực tế hơn nha. Như vậy thì theo các bạn nó có ưu và nhược điểm như thế nào, liệu nó có cái nhược điểm nào trong cái phương pháp này không? Nó có cái nhược điểm nào à, cái nhược điểm của nó là cái gì? Thì các bạn thấy nè, cái phần này đó nó chỉ phù hợp với những cái công ty á, mà gọi là bán những cái sản phẩm mà hàng thứ nhất là không có mùa vụ này, thứ hai là những cái sản phẩm gọi là những cái sản phẩm thiết yếu á, không có tính chất mùa vụ và không có những sản phẩm thiết yếu mà dù nó cũng bị ảnh hưởng cái gì đi chăng nữa thì người ta vẫn cần, nó không có cái sự gọi là thay đổi quá nhiều ở trong hành vi tiêu dùng bởi cái tác động thì mới sử dụng được cái trường hợp này. Còn nếu như sản phẩm có tính chất mùa vụ á, thì cô lấy ví ở đây cái này, lấy ví dụ bán kỳ trước, kỳ trước là cái mùa mà chưa tới mùa hè thì không ai đi du lịch hết trơn á, nên cái số lượng cái doanh thu rất là thấp, nhưng mà bước qua tháng sau á, là vô mùa rồi thì cái lượng người mua nó sẽ rất là nhiều, nhưng mà dựa vào bán kỳ trước để điều chỉnh, ví dụ lấy trung bình, lấy bình quân đi, thì rõ ràng cái doanh số nó sẽ giảm và thiếu hụt hàng ở trên thị trường. Còn ngược lại, giả sử cái bán kỳ trước này là cái tháng Tết và thì bán được rất là nhiều, và cái tháng sau Tết thì các bạn thấy không ăn chơi, nguyên tháng giêng sa đọa rồi toàn ăn chơi thôi, không mua sắm gì hết trơn. À, cho nên là thực tế nó sẽ giảm rất là sâu đúng không, thực tế giảm rất là sâu cái tháng sau Tết không ai mua hàng cả, nhưng mà lại lấy cái số liệu thực của bán kỳ trước để điều chỉnh thì rõ ràng cái doanh số nó sẽ bị tăng lên bởi vì trước Tết người ta mua rất là nhiều. Và như vậy cái số liệu nó sẽ cũng không có chính xác, và tương tự như vậy sẽ bị rất nhiều các yếu tố khác tác động nữa chứ không phải là chỉ có cái bán kỳ trước không đúng không. Cho nên sử dụng cái phương pháp này nó không có linh hoạt, cho nên người ta mới sử dụng một cái phương pháp thứ hai là phương pháp từ dưới lên. Từ dưới lên như lại như vậy nè, nó có một cái ưu điểm đó là người ta quy trách nhiệm lại cho ai ạ, quy trách nhiệm và cái khả năng dự báo lại cho cái người quản lý bán hàng nhiều hơn, tức là thống kê từ nhân viên bán hàng có kinh nghiệm, hay nói cách khác là thống kê từ supervisor, từ ASM, từ RSM lên tới tổng công ty cho từng cái sản phẩm như vậy để thống kê lại được là dự báo bán hàng sơ bộ cho toàn công ty. Thì cái trách nhiệm này là ai ạ? Những người tham gia và quản lý bán hàng ở từng cấp
dựa trên cái thực tế ở trong vùng của mình, cái kinh nghiệm của mình để mình dự báo cho cái kỳ đó. Ha, thì cái ưu điểm của nó là gì ạ? Gọi là ủy quyền, cũng như là giao cái quyền quản trị lại và cái trách nhiệm lại cho những cái người trực tiếp quản lý ở cái khu vực đó, cho nên họ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong cái dự báo của mình. Bây giờ anh tự anh đưa ra dự báo mà anh không chạy được thì làm sao, đúng không ạ? Cho nên là phải dự báo chính xác hơn đó. Sau khi dự báo xong á, thì các bạn thấy ở đây nó qua một cái bộ phận phân tích, và cái bộ phận phân tích này nó phân tích tất cả các yếu tố từ môi trường bên trong, từ môi trường bên ngoài. Ví dụ như là công ty tăng giá thì có thể là sản lượng sẽ giảm bao nhiêu phần trăm đó, ví dụ tác động từ môi trường bên ngoài, có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, đúng không ạ? Có nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện, ở như vậy thì cái thị phần của chúng ta cũng sẽ giảm xuống. Rồi cái gì nữa, từ cái môi trường về kinh tế, từ môi trường về về xã hội, ví dụ như là thiên tai lũ lụt bệnh hoạn gì đó thì nó cũng sẽ tác động tới cái việc điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm, hoặc là trong công ty đưa ra một cái chương trình khuyến mãi nào đó thì rõ ràng cái doanh số nó sẽ tăng lên. Như vậy thì cái tỷ lệ tăng như vậy nó sẽ tương ứng, ví dụ như là khuyến mãi thì dự đoán là tăng 30%, rồi ví dụ đối thủ cạnh tranh nó xuất hiện thì dự báo là giảm 10%, vân vân. Như vậy mình sẽ tổng hợp lại xem thử là à vậy cái dự báo bán hàng sơ bộ này phải điều chỉnh như thế nào cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế trong cái giai đoạn đó. Sau đó chúng ta mới tạo ra được một cái dự báo bán hàng công ty đã qua điều chỉnh, đúng không? Đã qua cái sự tác động của nhiều thứ rồi thì nó sẽ, cái độ chính xác của nó sẽ cao hơn. Và bắt đầu là cái dự báo màu xanh này các bạn, dự báo bán hàng công ty có điều chỉnh là sẽ đổ ngược xuống lại, không? Chia ngược xuống lại cho từng cái sản phẩm, cho từng cái khu vực, từng cái đơn vị, đúng không? Dựa trên cái tỷ lệ đóng góp của các nhóm. Ví dụ như là dự báo bán hàng cho sản phẩm A ở đơn vị 1, mà ở đơn vị 1 này là một cái khu vực rất là đông dân cư, thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì rõ ràng là cái tỷ lệ, cái tỷ trọng mà về doanh số phải đổ về phía bên đó nhiều hơn. Đó, như vậy thì nó sẽ có một cái sự phân hóa cũng như nó có một cái sự điều chỉnh hợp lý hơn. Đó, cho nên là người ta hay sử dụng cái cách này này các bạn nha. Ở trong thực tế người ta sẽ hay sử dụng cái cách này hơn. Rồi một cái phần nữa mà cô muốn nói cho các bạn để các bạn nắm được á, là cái xác định mục tiêu này và xây dựng cái chính sách bán hàng này đó, thì là các bạn sẽ được trao đổi nhiều hơn ở trong cái chương quản lý lực lượng bán hàng. À, thì nhóm nào phụ trách cái đó thì sẽ cũng cũng sẽ trình bày về cái phần đó nha. À, một cái phần nữa mà cô muốn trình bày cho các bạn để các bạn nắm được khi mà các bạn ra, các bạn đi làm, lỡ các bạn có đi làm sale thì các bạn sẽ hiểu được, trong thôi lúc đó lại là đi tìm sách đọc. À, thì cái vấn đề là khi các bạn quản lý ở một cái vùng nào đó thì các bạn sẽ được quản lý một cái khoản ngân sách, tức là công ty sẽ cấp cho các bạn một cái khoản ngân sách nào đó để các bạn chi trả cho các cái hoạt động, để cho cái bộ máy của các bạn có thể vận hành được. Ví dụ như là công ty sẽ cấp cho các bạn là dựa trên cái ngân sách này á, sẽ dựa trên cái doanh thu thực tế, cái số lượng nhân viên quản lý thực tế của các bạn là bao nhiêu, vân vân. Các bạn sẽ đề xuất ra một cái kế hoạch và người ta duyệt kế hoạch đó và phân bổ cái ngân sách xuống cho các bạn. Ví dụ một năm thì các bạn được cấp 10 tỷ, đúng không? Và trong 10 tỷ này đó thì các bạn dùng để chi phí cho tất cả mọi thứ, từ lương cho, từ lương nhân viên rồi chiết khấu cho nhà phân phối rồi là vận chuyển rồi là tiếp khách, vân vân và vân vân, được chưa? Để mà các bạn đạt được cái mục tiêu, tức là người ta khoán cho các bạn như vậy. Tại sao khoán? Tại vì trong thực tế là ở mặc dù một mặt hàng, đúng không ạ, một công ty, nhưng mà cái thị trường ở mỗi nơi nó sẽ mỗi khác nhau. Cái thị trường ở nông thôn á, nó sẽ khác với cái thị trường ở thành phố. Rồi cái thị trường ở thành phố này á, thì có nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia, nhưng mà cái thị trường ở nông thôn là một mình bá đạo đó, có trường hợp như vậy. Cho nên là bây giờ kêu là bây giờ tôi cấp cái ngân sách khuyến mãi này hoặc là chạy cái chương trình với đối thủ cạnh tranh này cho toàn quốc, nó không có phù hợp, tại vì có chỗ thì có đối thủ cạnh tranh nhưng có chỗ thì không có, đúng không ạ? Rồi những cái gọi là những cái SBU các bạn, những cái đơn vị kinh doanh chiến lược á, à, cái special business unit đó,
thì nó có thể thể hiện và thực hiện ở một vài nơi thôi, chứ không phải là chỗ nào cũng làm hết. Cho nên là thường là người ta sẽ phân cái ngân sách xuống cho cái người quản lý, và cái người quản lý sẽ sử dụng cái ngân sách này. Đó, cho nên là cô nói với các bạn là mình quản lý ngân sách này nè, cho nên là mình phải cân đối việc là bây giờ mình bỏ thêm chi phí này này ra thì liệu nó có ảnh hưởng tới cái việc là bị hụt ngân sách của mình hay không á. Cho nên là mình phải lưu ý. Thì ở đây cô sẽ trình bày cho các bạn một cách ngắn gọn các cái nhóm mà chúng ta cần phải chi phí. Nó sẽ thuộc ba cái loại ngân sách như sau. Thứ nhất là ngân sách duy trì hoạt động, thứ hai là loại kích thích tăng trưởng, và loại thứ ba là trong tình huống đặc biệt. Thì chúng ta phải hiểu được nó như thế nào để chúng ta có thể cân đối được, và trong thực tế cân đối như thế nào cho nó hiệu quả đó thì các bạn phải có kinh nghiệm, đúng không? Các bạn phải có kinh nghiệm và cái điều kiện thị trường thực tế nó như thế nào để mà chúng ta có thể sử dụng hiệu quả cái hoạt động này. Ở ví dụ đơn giản thôi, cái ngân sách mà các bạn trả lương cho nhân viên thôi, đúng không? Nhưng mà cái đối tượng nhân viên ở trong cái khu vực của các bạn họ rất là thiếu tiền, tức là đời sống của họ rất là khó khăn, thì cái tiền thưởng các bạn nên thưởng bằng tiền mặt. Nhưng ở những cái nhóm hoặc những cái địa phương hoặc những cái khu vực mà cái đời sống của nhân viên khá giả hơn thì các bạn có thể là thưởng cuối năm 2 triệu hay 3 triệu gì đó. Người ta sẽ không vui bằng việc là các bạn dẫn cả cả team như vậy đi du lịch ở một nơi nào đó. Đó cũng là một cái hình thức thưởng, các bạn sử dụng ngân sách nhưng mà thay vì cho mỗi người 3 triệu thì dẫn đi du lịch ở một cái khu biển nào đó được tổ chức hoạt động đồng đội rồi ăn nhậu bét nhè vân vân, họ lại thích hơn chẳng hạn. Thì chúng ta phải linh động trong cái việc đó, và cái đó là cái quyền của cái người quản lý ở trong từng cái khu vực để làm thế nào để cho cái business của mình nó run một cái cách hiệu quả là được rồi. Đó. Như vậy thì cái ngân sách duy trì hoạt động là nó sẽ gồm cái nhóm nào nè? Thì các bạn thấy là các bạn ở đây đưa ra những cái ví dụ như vậy nè, nhưng mà các bạn thấy là duy trì hoạt động có nghĩa là những cái tiền mà các bạn chi ra để mà cái hoạt động nó được diễn ra một cách bình thường và diễn ra được, đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn phải xây dựng kênh phân phối, tất nhiên các bạn phải thuê nhân viên bán hàng, tất nhiên rồi các bạn phải trả lương nhân viên bán hàng, các bạn phải thuê xe để vận chuyển, đúng không ạ? Rồi các bạn phải trả cái chi phí về kho bãi này, các bạn phải xây dựng các cái hoạt động tinh thần đồng đội, ví dụ như là cái hoạt động về huấn luyện cho nhân viên bán hàng của mình, đúng chưa? Các bạn phải chiết khấu cho nhà phân phối, vân vân, thì các bạn mới có thể bán được hàng, chứ bây giờ thiếu những cái này sao bán hàng hiệu quả được. À, thì những cái chi phí này á, thì thường nó sẽ cố định, đúng không? Nó ít thay đổi. Ví dụ lương nhân viên bán hàng nó là trung bình là chừng đó đó, đừng có mà chiết khấu với mức độ trung bình là nó chừng đó. Thì các bạn có thể định được là à bây giờ trong vòng 10 tỷ đó thì mình bỏ ra 5 tỷ để cho cái hoạt động duy trì hoạt động này, à, và sẽ cân đối trong cái khoản đó. Ví dụ như mình định chiết khấu hay cái gì đó thì nó cũng ở trong cái khoản đó thôi để nó không ảnh hưởng tới những cái khoản khác. Bây giờ một tháng ba mẹ các bạn gửi cho các bạn 5 triệu thì các bạn phải định ra là bây giờ tiền thực phẩm của mình là bao nhiêu, tiền nhà là bao nhiêu, đúng không? Tiền nhà là chừng này rồi, chỉ cái tiền ăn của mình chỉ được gói gọn chừng đó thôi, không được ăn thăm qua tiền nhà. Thì cái này nó cũng vậy, tức là cái nguyên tắc nó sẽ phân biệt ra như vậy để chúng ta có thể sử dụng cái ngân sách nó hiệu quả thôi. À, rồi cái ngân sách thứ hai, cái nhóm ngân sách thứ hai là cái nhóm ngân sách gọi là ngân sách cho sự tăng trưởng, kích thích tăng trưởng. Tức là ngoài cái việc hoạt động bình thường như vậy thì sẽ có những cái giai đoạn á, hoặc là thúc đẩy chạy chỉ tiêu á. À, bình thường nó như vậy này, nhưng mà bây giờ mình muốn nó tăng lên thì sao, hiệu quả kinh doanh của mình nó tăng lên thì sao, thì mình phải trả thêm cho họ những cái phần thưởng, đúng không ạ? Thì cái đó gọi là kích thích tăng trưởng. Bây giờ một ngày các bạn ăn 3 chén cơm, lúc nào các bạn cũng 50 kg, bây giờ các bạn muốn tăng ký các bạn buộc phải ăn thêm nhiều hơn. À, đúng không ạ? À, như vậy thì cái kích thích tăng trưởng này thì gồm có cái gì? Thông thường nó sẽ thưởng cho nhân viên bán hàng. À, và các bạn thấy là cái mức thưởng này, thông thường là cái mức thưởng thì tùy theo cái tỷ lệ và cái thực tế có thể cố gắng có thể đạt được của nhân viên bán hàng mà chúng ta nên đưa ra cái tỷ lệ thưởng như thế nào cho nó hợp lý và nó kích thích được cái tinh thần và cái sự cố gắng của nhân viên một cách hiệu quả nhất. Rồi ngoài thưởng cho nhân viên á, còn thưởng cho đại lý nữa. À, đại lý vượt chỉ tiêu á, rồi là những cái ngân sách khuyến mãi định kỳ hoặc là theo mùa,
rồi là mở rộng kênh phân phối, tăng số lượng khách hàng. Đó thì cũng là để các bạn làm cái gì đó nó bự ra hơn, đúng không? Tăng doanh số hoặc là mở rộng thị trường ra hơn, gọi là kích thích tăng trưởng. Thì chúng ta sẽ dự định cho nó trong một cái khoản nào đó, và chúng ta sử dụng ở trong đó. Ngoài ra thì sao? Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái ngân sách, gọi là ngân sách trong những tình huống đặc biệt nữa, mà lâu lâu mới có, mà nó có đột xuất, chứ không phải là ví dụ như bây giờ 5 triệu đó, không, 2 triệu tiền nhà, rồi là ví dụ như là 2 triệu tiền ăn, còn 1 triệu dư, đúng không, ăn luôn đúng không, hoặc nhập vô tiền ăn luôn thành 3 triệu cho khỏe, rồi lỡ may bị bệnh sao, đúng không, đó là đột xuất á, lỡ may có sinh nhật rồi sao, không có tiền. Cho nên là thường là ngân sách là chúng ta, cái này là các bạn học môn môn kỹ năng quản trị á, có cái phần mà gọi là quản trị tài chính cá nhân á, thì nó cũng sẽ tương tự vậy, đúng không, chúng ta sẽ có những cái khoản, để ra những cái khoản đặc biệt, để tránh trường hợp nó xảy ra mình không có tiền. Ví dụ như khuyến mãi tung sản phẩm mới nè, khuyến mãi để đẩy hàng tồn kho này, ví dụ trong một trường hợp nào đó bây giờ hàng tồn kho nhiều quá do mình không đạt được chỉ tiêu trong các kỳ trước, bây giờ mình phải đẩy hàng tồn kho, chứ nếu hết hạn thì sao, ví dụ như mình cũng phải chịu trách nhiệm đối với công ty, thì mình phải phải có một cái khoản để mà đẩy hàng tồn kho trong khu vực của mình, miễn sao mình bán hết được hàng nó. Rồi ví dụ như là đối thủ cạnh tranh nó xuất hiện xong nó tung ra một cái chiến lược cổ động nào đó, khuyến mãi nào đó, thì chúng ta cũng phải có một cái phản ứng tương tự để đáp lại, thì chúng ta phải có cái khoản này nữa. Cho nên là như vậy thì ở đây cô muốn nói với các bạn là chúng ta phải thiết lập được các cái nhóm chi phí nó thuộc ba cái tình huống như vậy, ba cái nhóm như vậy, để chúng ta có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất. Và sử dụng như thế nào cho hiệu quả, khuyến mãi bao nhiêu, tặng cái gì cho khách hàng thì nó tùy thuộc vào tình hình thực tế, đúng không? Có lúc đó thì cái người khách hàng của mình họ thích tiền, nhưng có lúc họ không thích tiền, họ thích quà tặng sao, đúng không? Rồi nhân viên của mình cũng vậy. Cho nên là tùy theo điều kiện thực tế mà chúng ta sẽ sử dụng nó dưới những hình thức nào, nhưng gom lại thì nó vẫn ở trong ba cái nhóm như vậy, được không ạ? Rồi, như vậy thì ở trong cái chương số 2 này, may quá là chúng ta kết thúc kịp, đúng không ạ? Đúng ra là cô sợ không kết thúc kịp á, thì phải kéo qua một cái buổi nữa. Cô định nhắn với lớp trưởng là chiều mai nếu như mà rảnh thì cô sẽ hướng dẫn cái phần này này, với lại một số các cái quy định ở cái lớp học á, nhưng mà may quá là tôi nói thì nó cũng xong luôn rồi. Thì ngày mai thì lớp hình như là cũng có buổi học, đúng không? Nên là cô sẽ soạn ra, theo lời của lớp trưởng thì cô sẽ soạn ra cái quy định của lớp dựa trên cái thông báo của phòng về cái lớp học học liệu điện tử á, thì cô gửi cho các bạn để các bạn nắm được. Và trên cái tinh thần á, thì chúng ta đã kết thúc chương 2 rồi, lát nữa thì chúng ta sẽ làm một cái bài kiểm tra, một cái bài nhỏ theo nhóm. Thật ra thì bây giờ cũng sắp hết giờ rồi, còn có 10 phút nữa, 20 phút nữa là hết giờ, đúng không? Buổi chiều thì chúng ta học tới 4 giờ 20 phút, 4 giờ 40 phút phải không các bạn? 2:45 gì đó, thì nói chung là còn 10 15 phút nữa, thì cô vẫn cho các bạn bài, tại vì là các bạn làm theo nhóm nha, các bạn làm theo nhóm, và các bạn cô sẽ mở thời hạn được bài cho các bạn cho tới tối khuya luôn. Tại vì là hoặc là 9 giờ đến 9 giờ tối đi là hết hạn được bài cho cái buổi học ngày hôm nay, để cho các bạn có thời gian thong thả các bạn thảo luận. Và cái bài rất là đơn giản thôi, nó sẽ ứng dụng cái phần lý thuyết của cái chương số 2. Và cái bài của các bạn làm đó là cái bài tập tình huống số 1 ở trong cái bài tình huống. Lát nữa thì cô sẽ up lên trên cái LMS cho các bạn để mà các bạn thấy cái chỗ các bạn làm bài nha. Và làm theo nhóm cho nên là mỗi nhóm chỉ một thành viên đại diện được bài thôi. Và trong cái bài thì ghi rõ tên và số sinh viên, những sinh viên nào mà tham gia làm cái bài tập vào buổi hôm nay. Ví dụ nhóm của các bạn có 5 người nhưng mà hôm nay có 3 người tham gia thôi, thì ghi 3 người thôi chứ không ghi hết 5 người nha các bạn. Và cái bài của bạn là bài tập tình huống số 1. Và cái thời hạn nộp bài của các bạn là từ bây giờ đi ha, cô sẽ set vào từ 4 giờ 20 phút, 4 giờ rưỡi đi, cho đến
9 giờ tối nha. 21 giờ. Thì các bạn có thời gian thảo luận mình nộp bài cho nó thoải mái ha. Và các bạn gửi tập tin giùm cho cô nha các bạn nha. Các bạn gửi tập tin. Chứ các bạn không gõ trực tuyến nữa nha. Các bạn có thời gian là các bạn gửi tập tin. Và các bạn gửi bài nhóm.